Nghĩa Hà nổi tiếng có làng hoa đẹp ở Quảng Ngãi. Bà con nông dân nơi đây gắn bó với nghề trồng hoa. Ngoài những loài hoa truyền thống như hoa cúc, lây ơn, người dân đã đưa vào trồng thêm các giống hoa mới để phát triển kinh tế, kết hợp với du lịch nông thôn. Sau hơn 2 tháng đi vào hoạt động, cánh đồng hoa Nghĩa Hà thu hút đông người dân và du khách đến tham quan, lưu lại những khoảnh khắc đẹp, trong đó có cả du khách nước ngoài. Tôi biết đến vườn hoa này qua lời giới thiệu của bạn bè, người thân. Rất đẹp. Tôi nghĩ mai sau này sẽ thu hút rất nhiều du khách. Hơn 15.000 lượt du khách đến tham quan, chụp ảnh và trải nghiệm tại cánh đồng hoa từ trước Tết Nguyên Đán đến nay. Một con số khá ấn tượng với bà con nông dân xã Nghĩa Hà khi lần đầu tiên làm du lịch. Có được kết quả này là nhờ sự nỗ lực của địa phương, bà con nông dân và sự chung tay của cộng đồng. Phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn, người dân nơi đây tăng cường quảng bá hình ảnh trên các trang mạng xã hội. Mình thấy địa phương là mình tổ chức cánh đồng hoa đây để cho du khách tới check-in, nên em cũng đầu tư một cái flycam để quay lại cái khoảnh khắc đẹp của địa phương để quảng cố đến bọn bè, rồi anh em rồi tới check-in. Bà con dân rất là phấn khởi trong vấn đề mà được nhà nước đầu tư hạ tầng kỹ thuật đường, đi thuận tiện và ô tô đến check-in tại cánh đồng hoa. Thì ở ngoài đồng bà con dân cũng nói rằng là từ hồi giờ bà con dân chưa bao giờ thấy mà một lượng ô tô hàng vài chục chiếc mà đậu cùng một thời điểm trên cánh đồng, là bà con rất là mừng. Thì bà con cũng, Nghĩa Hà cũng rất là háo hức muốn làm du lịch. Bãi bồi ở bờ nam đoạn qua xã Tịnh Long, thành phố Quảng Ngãi, nông dân canh tác các loại rau màu. Theo chủ trương phát triển du lịch nông nghiệp của địa phương, ông Đỗ Thắng trồng 12 sào cà chua, dưa leo, cà tím, cà trắng theo hướng hữu cơ để phát triển kinh tế kết hợp du lịch nông nghiệp. Du khách đến đây tham quan, trải nghiệm, làm nông dân, tận tay thu hoạch và sử dụng nông sản ngay tại ruộng. Khách tham quan mà tới tại vườn thương mà coi như tham quan mà mua thì tôi rất là vui thôi. Canh tác thì coi như cũng lòng theo cái tiêu chuẩn là đồ sạch thôi, có cái phân hữu cơ hữu đồ rồi dùng mấy cái phân đó thôi. Còn thuốc thì cũng thuốc dùng sinh hạt sinh đồ thôi, chứ không có dùng có loại gì mà độc hại đến sức khỏe con người. Các bác nông dân rất là tận tình đã chỉ cho các du khách từng bước của các người nông dân trồng, và rất là mong muốn Quảng Ngãi mình có nhiều cái địa điểm như thế này để cho mọi người đến và trải nghiệm và có thể đi cùng gia đình, và nhất là con cháu của mình thì ở đây các cháu mới có cảm giác được về với thiên nhiên nhất. Thực hiện chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Quảng Ngãi, thành phố Quảng Ngãi đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn gắn với phát huy tiềm năng thế mạnh về nông nghiệp, làng nghề văn hóa và môi trường sinh thái của các địa phương. Thành phố Quảng Ngãi sẽ xây dựng các mô hình phù hợp và có các chính sách hỗ trợ đồng bộ về cơ sở hạ tầng, tăng cường liên kết giữa chủ thể hoạt động du lịch nông nghiệp, nông thôn với các nhà đầu tư, công ty lữ hành để tạo những tour, tuyến, sản phẩm du lịch hấp dẫn. Trong những năm đấy, thành phố chú trọng là phát triển cái kinh tế nông nghiệp, mà đặc biệt là cái nông nghiệp sạch ở các cái xã ven đô của thành phố, tạo thành cái chuỗi liên kết trong cái du lịch cộng đồng. Đó là cái làng hoa Nghĩa Hà, rồi cái rừng dừa nước ở Tịnh Khê, rồi kết hợp với cái điểm tham quan cái chùa Minh Đức, rồi một số cái trải nghiệm ở một số cái cánh đồng như ở Tịnh Long, Tịnh An, rồi kết hợp với cái chuỗi là bờ biển du lịch ở Mỹ Khê để tạo thành một cái chuỗi là du lịch cộng đồng để phát triển nông nghiệp ở các xã ven đô. Thành phố Quảng Ngãi có 23 xã phường, trong đó 14 trên 14 xã đều hoàn thành việc xây dựng nông thôn mới và đang tiếp tục xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Phát huy những lợi thế tiềm năng, thành phố Quảng Ngãi kết hợp phát triển nông nghiệp với du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng tích hợp, đa giá trị, bao trùm và phát triển bền vững.